Quý vị thấy là tôi luôn luôn tự tin với tác phẩm của mình. Ở Bố Già tôi cũng bỏ ra 80% và ở phim này tôi cũng bỏ ra 80%. Dạ. Lời thì ăn, lỗ thì chịu. Dạ. Có cảnh livestream không? Livestream không thì đến giờ này tôi chưa tìm ra. Dạ. Tới giờ này tôi chưa tìm ra cái cảnh livestream trong phim tôi. Tôi không biết là đến phút cuối tôi có nhét cảnh nào đó không. Nhưng không ạ. Có rất nhiều cách để chúng ta nói về miệng đời phải không ạ? Không nhất thiết cứ phải là livestream. Dạ rồi, xin cảm ơn chia sẻ của anh Thành ạ. Chắc là mời Tuấn. Tuấn. Đầu tiên thì em cảm ơn câu hỏi của dì Tám. Em đã thừa nhận rất nhiều lần ở trên báo là khi mà được làm việc với anh Thành, đó là một cái cơ hội cho cái sự nghiệp diễn viên của em. Và em luôn muốn tận dụng cơ hội đó một cách triệt để nhất. Em sẽ không để nó vượt qua một cách vô ích. Và cái điều thứ hai là tại sao là mọi người sẽ thấy là cái dấu ấn của tại sao lúc nào của anh Tuấn Trần sẽ luôn luôn dính với lại anh Thành thế này thế kia, thì thực sự ra cái vai quắn được mọi người đón nhận. Và theo Tuấn nghĩ là về một người diễn viên khi mà tham gia một cái vai diễn nào đó, chắc chắn họ sẽ mang một cái dấu ấn của một người đạo diễn. Và cái vai bóng vừa rồi đã mang một dấu ấn của anh Trấn Thành và anh Vũ Ngọc Đảng. Và nếu như mà Tuấn tham gia một cái dự án sau, nếu như mà trộm vía Tuấn được cái vai diễn đó được mọi người đón nhận, thì chắc chắn Tuấn sẽ mang cái dấu ấn của một người đạo diễn khác. Và đối với cái vai quắn này á, là em trả lời cái câu hỏi của chị là có sợ làm việc với anh Trấn Thành và sợ người ta nói này nói kia không á, thì cái vai quắn này em nhận được sự đón nhận của mọi người, và đặc biệt là từ giới cô chú, các anh chị trong giới chuyên môn. Nó đã được minh chứng qua những cái giải thưởng, ví dụ như là bông sen vàng, cánh diều vàng và ngôi sao xanh. Thì em nghĩ đó không phải là ăn may. Và cái thứ hai nữa là khi mà em nếu như người ta nói em là ô thằng này diễn dở, cái vai diễn này là do anh Thành có mối quan hệ cho mày vai, câu chuyện nó khác. Còn nếu như mà em đi ra ngoài đường, em đón nhận một cái lời khen của mọi người là ê, thằng Tuấn đóng phim của anh Trấn Thành hay lắm. Vậy tại sao em phải ngại về cái điều đó à? Em chỉ sợ là nếu như mình dở, anh Thành không mời mình nữa thôi. Chứ còn nếu như mà anh Thành tin tưởng em sẽ hoàn toàn làm tốt nhất mức có thể. Còn thêm trả lời, em quên một cái ý thứ hai của chị là tại sao cái vai diễn mà em không có chịu đóng cái phim gì khác ngoài phim anh Thành đi. Em cũng đã chia sẻ với chị, chia sẻ với anh là sau cái dự án bộ phim Bố Già em cân nhắc rất nhiều thứ. Tại vì đối với em bây giờ nó vai diễn nó phải hay hơn cái vai diễn trước. Chắc là có lẽ là cái duyên của em chưa tới. Chứ em nghĩ là nếu mà cái duyên tới, chị sẽ lấy được một cái vai diễn khác trong một cái bộ phim tiếp theo. Hình như là em hơi hiểu nhầm cái câu hỏi của chị. Bây giờ chị tóm lại. Không, em hiểu nè, để em nói giùm, tại vì bạn này chắc là nghe nhiều câu quá, tới giờ bạn trả lời thì bạn quên. Thật ra đó phải chia sẻ, tại vì Tuấn nó không thể nào nói thiệt ra được. Vì sau Bố Già, Tuấn nó phải từ chối hết 4 lời đề nghị điện ảnh rồi, chỉ vì để theo đuổi cái dự án Mai này. Là bởi vì á, cái thứ nhất, lúc đầu á, là có một cái tạo hình nhân vật rất là hay, nhưng sau đó dịch quá cho nên tôi dẹp, tôi không quay được, tôi để sang tới năm nay. Thì Tuấn nó không thể giữ mãi cái tạo hình đó mãi được, rất là khổ sở quý vị à, nó rất là đáng thương và nó rất là tâm huyết cho công việc. Khi tôi mời, tại vì cái Mai này tôi mời nó năm ngoái mà, chứ đâu phải năm nay đâu, mời từ năm ngoái, cho nên nó chịu khó, nó làm cái nhân vật đó cho đến ngày tôi bấm máy thì nó dịch. Cho nên là bây giờ tôi không thể nào ác với em mình hơn là trời, bây giờ không lẽ cứ bắt nó cứ phải là cái nhân vật đó hoài rồi làm sao nó đi kiếm tiền được nữa. Mà thậm chí tôi nói thật là có một show truyền hình rất lớn mời Tuấn mà Tuấn cũng từ chối luôn, chỉ vì cái ngoại hình đó, Tuấn không muốn tiết lộ cái ngoại hình cho khán giả thấy. Đó là một cái sự hy sinh rất lớn mà thằng em nó dành cho mình, và nó tin mình, nó tin là cái dự án này nó sẽ làm tốt. Cho nên thưa quý vị, là Tuấn đã phải từ chối cả 4 dự án điện ảnh, chứ không phải là sợ có khuôn khi làm phim với Trấn Thành. Hiện nay nó đang được săn đón rất là nhiều, và cũng hiện nay đang là hàng hot, cho nên là quý vị đừng đừng lo về điều đó, chỉ là vì là nó đang thích cái nhân vật của dự án này quá thôi.
Cho nên là nó hy sinh để nó chịu đợi đến giờ phút này để nó làm cái này thôi. Đó là cái anh cảm ơn Tuấn rất là nhiều vì sự hy sinh của em. Vậy thì chị hỏi tiếp một cái câu là sau cái dự án này nếu như mà nó thành công á, Tuấn có sợ là những người làm phim khác người ta nói là Tuấn Trần giờ là của Trấn Thành cho nên không nên đụng vào? Giờ Trấn Thành nói luôn, Tuấn Trần không bao giờ là của Trấn Thành. Tôi chỉ mời diễn viên diễn giỏi, Tuấn Trần là một trong số đó. Thế thôi. Dạ vâng. Tôi hiểu vậy. Dạ rồi, cảm ơn 10 câu hỏi của chị Tám. Không phải là Thành không tự tin để cộng tác với dàn diễn viên này, mà là tôi tự tin là với dàn diễn viên này tôi làm việc rất tốt. Là bởi vì tôi biết khả năng họ làm việc tới đâu, và tôi thấy cái vai diễn này phù hợp với khả năng của họ. Hỏi là Trấn Thành có muốn giúp đỡ bạn bè của mình không thì dĩ nhiên là có. Tại vì quý vị thấy rằng như Châu Tinh Trì họ làm, ông ta làm rất là nhiều phim thành công, quanh đi quẩn lại cũng vài gương mặt. Ngay cả Bong Joon-ho của Hàn Quốc, quý vị thấy có phim nào của ông ta mà không có những diễn viên quen thuộc không ạ? Luôn luôn có diễn viên quen thuộc là bạn bè thân của ông ấy. Tôi nghĩ rằng là bất cứ người đạo diễn nào họ cũng sẽ có những cái người diễn viên mới làm đã được cái nư của họ. Cái mong muốn của họ là phải cái diễn viên này mới diễn ra được cái cảm giác mà họ muốn. Tại vì gia tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều lựa chọn. Tôi cũng thèm làm cái mới, nhưng có những cái vị trí mà nếu như mình chọn một người mới, không phải là tôi không tự tin, nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ rằng là tôi chưa tìm ra được cái người nào diễn đã cái vị trí đó bằng những cái người mà tôi đang lựa chọn. Không phải chỉ vì họ là bạn tôi. Quý vị thấy tôi còn rất nhiều bạn khác tôi chẳng đưa vào phim này. Phải là những người phù hợp. Tôi cam đoan điều đó, và phải là những người phù hợp ở những vị trí tôi đã lựa chọn tôi mới đưa họ vào. Chứ tôi không thể nào chỉ vì tình cảm mà làm việc được. Cho nên là cái phần làm việc tôi vẫn phải ưu tiên hơn, professional là mình phải làm như vậy. Lần đầu tiên xin chúc mừng cái dự án phim của anh Trấn Thành được thành công. Chị có mình có một cái câu cũng đơn giản thôi, là cái kịch bản Mai này thì nó đã được viết, anh Thành có thể chia sẻ thêm là đã viết từ lâu hay là bất chợt từ đây, và có thể chia sẻ thêm, tại vì nãy giờ mới nói chung chung thôi, chữ Mai nó có nhiều rất nhiều nghĩa, là tại sao Trấn Thành lại quyết định là giữ cái chữ Mai này làm cái tên cái chủ đề của phim này. Câu hỏi thứ hai thì giống như nãy giờ Trấn Thành chia sẻ đó, là Tuấn Trần sẽ đóng vai chính trong cái phim này, thì không biết cái vai này thì Tuấn Trần có chia sẻ được áp lực như thế nào, có cái áp lực gì không, hay là có những cái gì làm gây khó khăn để mà tham gia cái dự án này với anh Trấn Thành? Xin cảm ơn. Kim Entertainment. Chúng ta lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với nhau nào. Yeah, Mr. Jung Tae-seon, come on! It takes a while to get it. Dạ rồi, mọi người có thể xích qua đây chút xíu. Qua đây xíu đi ạ. Cho cái sân khấu nó rộng rộng xíu ạ. Rồi. Heo ơi, heo đâu rồi? Heo ơi. Ủa? Đâu rồi? Lên đi em. Chụp hình đi nhà sáng tạo nội dung. Có người này mới có phim coi đó. Bà cho tụi nhiều ý hay lắm đó quý vị. Ok, chụp hình với nhau nha. Cảm ơn mọi người. Và nếu như quý vị thấy cái poster Mai nó ấn tượng thì xin giới thiệu luôn, đây là em Đinh Thiên Phú, người đã làm poster Mai cho Trấn Thành. Rất là ấn tượng, hy vọng là Mai năm nay sẽ chiến thắng tại phòng vé 2023. Thank you, cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn chia sẻ của Trấn Thành rất nhiều ạ. Và một lần nữa xin được thay mặt cho ekip của dự án điện ảnh Mai, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị khách mời, các anh chị đến từ các cơ quan thông tấn báo đài ngày hôm nay đã có mặt ở đây để cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ
đạo diễn, nhà sản xuất của Trấn Thành cùng với lại ekip của bộ dự án lần này. Và cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và chúng tôi tin rằng là từ đây cho tới ngày mà phim ra mắt, chúng tôi sẽ còn có rất nhiều lần gặp gỡ tất cả các anh chị để mình chia sẻ thêm nhiều nữa những cái thông tin mà chắc chắn là tất cả chúng ta đều đang mong chờ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin hẹn gặp lại ạ. Thank you. Vô là nhé.